Yo, xin chào anh em. Tập trước đi sở thú để thăm mấy người bạn của Bạch Phi ấy, thì mình có nói mọi người là mình sợ con gì đúng không? Thì mình sợ con cá sấu và con rắn anh em ạ. Kiểu nó là động vật máu lạnh ấy, mấy con bò sát máu lạnh nó là mình nghĩ là không thể thuần hóa được, hoặc là khó có thể thuần hóa được. Thì nó có thể cắn mình, nó tác mình bất cứ lúc nào luôn, đúng không? Nó không giống như con chó, con mèo hay là con hổ. Mình nghĩ là hổ hay sư tử ấy có thể thuần hóa được. Còn mấy con máu lạnh như là rắn hay cá sấu thì ôi. Cho nên là ngày hôm nay mình mua một con cá sấu về anh em ạ. Đây, một con cá sấu điều khiển. Mình thấy người ta hay chơi với con này, nó chỉ là một cái đầu con cá sấu thôi nhé mọi người. Đó, bây giờ chúng ta cùng khui ra để xem nó như nào nhé. Nhân lấy cho anh cái gì để anh khui nào. Bắt này mà. Ồ, cũng giống đấy Nhân ạ. Bây giờ cần phải lắp pin nữa. Trong này xem, còn có một cái đây là cánh quạt dự phòng à. Cái này là sạc này, điều khiển này. Ồ, trong này có một viên pin. Ồ, cái này nó có miếng mút cao su bên ngoài để chống nước. Ủa, sao không được nhỉ? Cái này là cái gì? Hướng dẫn. Ở đây nó có hai cái thanh sắt này mọi người. Khả năng đây là cái cảm biến. Thế là nó phải tiếp xúc với nước thì nó mới hoạt động được mọi người ạ. Mình nghĩ vậy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ mang ra một cái hồ nào đó thử nhé. Ở chỗ mình nhiều hồ, nhiều sông. Ơi, ơi, đi được rồi anh. Nhân thấy nó giống thật không? Giống thật đúng không? Nó không cân bằng được rồi. Nó không cân bằng được. Ra biển lớn nào. Trời mưa mọi người ạ. Mình nghĩ là cái này có thể chôn được Bạch Mi ấy. Anh em thấy giống không? Nhìn qua video này. Đúng không? Ok, đợi một lát nó tạnh mưa thì mình sẽ gọi Bạch Mi ra đây để chôn thử nha anh em. Mong là nó sẽ thành công. Bây giờ ấy, anh sẽ ngồi ở đây anh câu một mình. Anh giả vờ ngồi câu cá, còn Nhân mày sẽ phải chui vào một cái bụi gì đó xa xa đây à. Sau đó mày quay lại, zoom lại, đừng để Bạch Mi phát hiện. Ok, chỉ để anh ngồi đây một mình thôi. Đi đi đi. Sẽ phải cho con cá sấu nó di chuyển ra một cái đoạn nào đó khuất khuất đấy. Ngồi đâu vậy? Chúng mình sẽ phải ngồi đây câu cá nha. Biết đợi làm được con mấy ký. Để chôn được con lợn bi ấy, chúng ta cần phải lên kế hoạch thật là cụ thể và chi tiết. Mình sẽ không phải là ngồi câu cá thật đâu anh em. Bây giờ mình sẽ phải cột cho cái sợi dây cước này của mình nó bị mắc xuống dưới đáy. Kiểu như là anh em câu cá xong bị mắc vào cái gì xong không giật được lên ấy. Đó, chúng ta cần phải làm điều đấy trước. Mồi là một hòn đá. Thank you.
em có muốn có cá to để tối ăn lẩu không? Đi ra chỗ đoạn hồ đi, anh đang ngồi câu đấy. Trời đang có mưa ấy, cho nên là cá to lắm em ạ. Ra nhanh nhá. Ở cái chỗ gầm cầu thứ hai ấy. Đợi lát anh em. A few inches later. Nhiều muỗi vãi trời anh em ạ. Nó đốt cho mình sưng hết chân lên rồi. Không biết thằng Nhân ở góc kia như nào. Vào trong đấy cũng đầy muỗi luôn. Ừ. Nhanh vào em ạ. Đâu? Cá đâu? Đâu cá to đâu? Đâu? Từ lúc anh gọi điện cho em cá nó ngừng cắn luôn em ạ. Thế mà kêu cá to lắm. Thì vừa nãy cá nó cắn nó giật mạnh lắm. Sao anh không câu lên luôn? Anh mà câu được thì đã không phải nói rồi. Cứ phải từ từ em ạ. Bây giờ lại chờ. Chờ nó cắn à? Ngồi xuống đây. Câu cá nó là một bộ môn gọi là điềm tĩnh. Nó phải hết sức điềm tĩnh nhá. Chứ không phải là cứ thả xuống cái là cá nó cắn ngay đâu. Người ta cần phải kiên nhẫn, chờ đợi. Nói chung là câu cá nó là một nghệ thuật. Anh làm em chạy hết cả hơi. Em bảo là nhanh ra đây đi, cá to lắm. Chạy được cả hơi tài. Đưa em câu cho anh. Em tập cái này nó phải có vía em ạ. Thì từ nay anh có được đâu. Bây giờ đổi vía. Em nghĩ là em có khả năng câu được cá không? Chắc là được đấy. Đổi vía chắc là được đấy. Nhưng mà trời mưa thì cá nhiều hơn à? Trời mưa thì cá nó sẽ kiểu thích đi săn mồi hơn, cho nên là nó dễ đớp mồi em ạ. Đấy là anh nghĩ vậy. Cá ở xa xa kìa, hãy anh cho cần ra xa xa kia đi. Câu ở gần gần thôi, nó cá to em ạ. Em vừa nghe bão một cá. Ui. Ê, cá, ra đi. Nó bị mắc rồi em ạ. Nó bị mắc rồi. Không phải cá, anh giật thử em nào. Ui. Được, con lên đâu, mắc rồi. Hay là mắc vào cái gì rồi? Mắc vào cái gì rồi này. Đứt cần đấy. Em xuống gỡ ơi. Nó bị mắc kẹt à em? Chạy quá dã man thế. Liêu sao chạy là... sao ấy? Đập chân vào thanh sắt à? Cá xấu thật đấy. Đừng đùa. Đôi anh nữa. Nhân ngồi cho thấy mũi cắn không Nhân? Chim chờ đâu cũng chết luôn. Dép vẫn trôi rồi em ạ. À. Em ơi, anh lấy đâu ra cái này đấy? Thật không em? Thật cả mình ạ, hết cả hồn luôn đấy. Rồi thế, ra đây chơi xem. Đi đây vừa ra. Vai trưởng ạ. Ui, trông giống nhỉ? Sao mà? Thế em muốn chơi thử không? Vậy ấn như nào? Anh em nhìn thấy cái vẻ mặt của Bạch My không? Mình đặt mấy góc camera rồi ấy. Anh em thấy hay thì chớ cho mình một like nhá. Bạch My nhớ cho anh một like nhé. Nhưng nó có chạy đâu. Không chạy á? Không.
hết pin rồi.